Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình trò chuyện cùng bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy. Kính thưa quý vị, ung thư phổi là ung thư đứng hàng thứ hai sau ung thư gan tại Việt Nam. Và bệnh lý ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư. Tại Việt Nam, đa số các bệnh nhân thường phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn muộn khi bệnh đã lan tràn và di căn xa. Làm thế nào để phát hiện và chẩn đoán sớm chính xác ung thư phổi? Hôm nay, đến với chương trình trò chuyện cùng bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được mời đến hai chuyên gia. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồ Thị Nga đến từ khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin chào MC Bích Liên, xin chào quý khán giả. Và thạc sĩ bác sĩ Châu Đỗ Trường Vi đến từ khoa hóa trị Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin chào MC Bích Liên, xin chào quý khán giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời bác sĩ Vi cùng chia sẻ một số thông tin chính về bệnh lý ung thư phổi. Và một câu hỏi đó là nếu không may mắc ung thư phổi thì khả năng sống sẽ là bao lâu thưa bác sĩ? Cảm ơn câu hỏi của MC Bích Liên. Thì như mình cũng biết là ung thư phổi thì có những cái triệu chứng không có điển hình, cho nên bệnh nhân mà khi đến bệnh viện thì thường là đã giai đoạn muộn rồi. Thì đa phần bệnh nhân đến khám đều là giai đoạn bệnh tiến triển tại chỗ hoặc là giai đoạn đã di căn. Thì đối với điều trị ung thư phổi thì hiện nay đã có nhiều tiến bộ với nhiều thuốc mới có thể kéo dài thời gian sống còn của bệnh nhân. Tuy nhiên khi bệnh nhân có triệu chứng thì nên đến khám và tầm soát sớm nhất có thể để có thể phát hiện ra ung thư phổi giai đoạn sớm. Thưa bác sĩ, có phải ung thư phổi chỉ xảy ra ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi hay không ạ? Ung thư phổi thì thường là xảy ra ở những bệnh nhân lớn tuổi, là khoảng chừng 60 đến 70 tuổi. Tuy nhiên thì dạo gần đây thì chúng ta thấy là cái độ tuổi này đã giảm dần. Ung thư phổi có thể gặp ở những bệnh nhân rất là trẻ, chỉ khoảng chừng 20 đến 30 tuổi đang là độ tuổi lao động. Thì càng ngày càng phát hiện ra nhiều ở lứa tuổi này. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Thưa bác sĩ Vi, ung thư phổi thì người ta thường nói rằng là liên quan nhiều đến hút thuốc lá. Vậy thì có phải rằng là tất cả các bệnh nhân hút thuốc lá đều có thể bị ung thư phổi hay không? Và nếu như mà tôi không hút thuốc lá thì tôi có nguy cơ bị ung thư phổi hay không thưa bác sĩ? Hút thuốc lá thì sẽ có khả năng gây tăng lên tỷ lệ ung thư phổi. Tuy nhiên là cái nguyên nhân mà gây ra ung thư phổi không chỉ do hút thuốc lá, sẽ có một cái tỷ lệ những bệnh nhân mà có phơi nhiễm là những yếu tố như ô nhiễm môi trường hay là amian hay là khí radon thì vẫn có thể gây tăng tỷ lệ ung thư phổi. Và mình đều lưu ý là hút thuốc lá gây ung thư phổi, tuy nhiên hút thuốc lá thụ động thì vẫn có thể gây tăng tỷ lệ ung thư phổi. Và thưa bác sĩ Nga, vậy thì với cương vị là một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì bác sĩ có cái chia sẻ gì về cái đối tượng mà chúng ta nên tầm soát ung thư phổi ạ? Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo thì những đối tượng cần tầm soát ung thư phổi hàng năm bằng chụp CT ngực liều thấp là những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao sau đây. Người trong độ tuổi từ 50 đến 80 tuổi đang hút thuốc lá hoặc đã bỏ thuốc lá trong vòng 15 năm trở lại đây. Có tiền sử hút thuốc lá lâu năm từ 20 gói năm trở lên. Thì cách tính đơn vị gói năm á, sẽ tính là số gói thuốc hút trung bình trong một ngày nhân cho số năm hút thuốc lá. Ví dụ, một người hút trung bình một ngày khoảng 30 điếu thuốc
thì quy ra là 1,5 gói mà hút trong 20 năm thì được tính đơn vị mỗi năm của người đó là 30. Việc chụp CT ngực liều thấp sẽ giúp phát hiện ra những cái tổn thương rất là nhỏ khi mà chưa có những cái biểu hiện trên lâm sàng, từ đó giúp cho việc điều trị sớm cũng như là hiệu quả hơn. Thì việc sàng lọc ung thư phổi bằng CT ngực liều thấp đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ tử vong cho những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao và hiện tại thì đang được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Cảm ơn bác sĩ Nga, bác sĩ có vừa nhắc tới chụp CT ngực liều thấp. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn chụp CT ngực liều thấp là gì? Và khi mà chúng ta chụp CT ngực liều thấp để mà chúng ta tầm soát thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người dân hay không ạ? Chụp CT ngực liều thấp hay tên gọi đầy đủ mà mình nói là chụp cắt lớp vi tính ngực liều thấp thì mình gọi vắn tắt là chụp CT ngực liều thấp. Thì đây là một cái kỹ thuật đặc biệt được kết hợp giữa những cái trang thiết bị CT, máy CT hiện đại cũng như là những cái thuật toán vi tính rất là phức tạp để tạo ra những cái lát cắt mỏng để nhằm phát hiện được những tổn thương rất là nhỏ từ 1 cho đến 2mm ở phổi mà bằng cái phương pháp chụp X quang thông thường mình không phát hiện được. Thì ngoài việc là phát hiện ra những cái nốt tổn thương ở phổi thì trên một cái CT ngực liều thấp ta còn có thể phát hiện ra được những cái bệnh lý khác của phổi như là khí phế thủng, ngoài ra còn phát hiện được những bệnh lý về tim mạch như là vôi hóa mạch vành và những bệnh lý của cột sống. Thì về cái việc mà nhiễm xạ trong quá trình của một cái cuộc chụp CT ngực liều thấp thì chỉ tầm khoảng 1 đến 2 milisievert, nó ít hơn nhiều so với một cái chụp CT ngực liều tiêu chuẩn là khoảng 7 milisievert và chỉ bằng 1/2 cái lượng bức xạ tiếp xúc tự nhiên từ trong môi trường trong khoảng 1 năm nên kha không có ảnh hưởng đến sức khỏe của người chụp. Cảm ơn bác sĩ Nga. Vậy thì một câu hỏi đặt ra đó là lỡ chẳng may mà chúng ta chụp CT ngực liều thấp mà mình phát hiện một cái khối u trong phổi thì lúc đó mình sẽ phải làm gì tiếp theo ạ? Khi mà kết quả chụp CT ngực liều thấp thì sẽ được các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh xem xét, khi mà có tổn thương thì phải xem xét rất là nhiều yếu tố về kích thước, về hình dáng, về đậm độ, về thành phần, rất là nhiều yếu tố nó rất là chuyên sâu để có thể phân loại ra những cái tổn thương này theo một cái bộ tiêu chuẩn chung là tiêu chuẩn của Landrat. Thì cái kết quả của chụp CT ngực liều thấp thì cần phải được lý giải và tư vấn bởi một bác sĩ chuyên khoa. Còn nếu như mà nói một cách đơn giản để cho mọi người hiểu thì nếu như mà cái u phổi hay là cái nốt phổi này nhỏ dưới 6mm hoặc là những tổn thương mà được phân loại là Landrat 1-2 thì theo khuyến cáo sẽ được chụp CT ngực liều thấp theo dõi sau 12 tháng. Còn nếu như cái nốt phổi này có kích thước từ 6 cho đến dưới 8mm hoặc là những tổn thương mà được xếp vào Landrat 3 thì sẽ được khuyến cáo là chụp CT ngực liều thấp theo dõi sau 6 tháng. Còn nếu như cái nốt tổn thương của trên cái lần chụp này là từ 8 đến dưới 15mm hoặc là những tổn thương phổi mà được xếp vào Landrat 4A thì sẽ được khuyến cáo chụp theo dõi với thời gian sát hơn là sau 3 tháng. Còn nếu như tại thời điểm này mà cái u phổi của mình là từ 15mm trở lên hoặc những tổn thương phổi mà được xếp vào loại là Landrat 4B thì ngay lúc này bác sĩ chuyên khoa sẽ làm những cái xét nghiệm chẩn đoán sâu hơn để chẩn đoán ra ung thư phổi. Cảm ơn bác sĩ Nga với những chia sẻ rất là chuyên sâu về chụp CT ngực liều thấp. Quay trở lại với bác sĩ Vy, thì thưa bác sĩ Vy, sau khi mà chúng ta chụp hình rồi chúng ta nghi ngờ một cái tổn thương là ung thư thì để mà chẩn đoán được ung thư phổi thì chúng ta phải tiến hành những cái bước xét nghiệm như thế nào và bệnh nhân thường phải trải qua những cái quy trình gì và khoảng thời gian chờ khoảng bao lâu thưa bác sĩ? Khi bệnh nhân có những cái triệu chứng bất thường, thường là ở đường hô hấp á, như là ho, khó thở, tức ngực thì mình phải lưu ý là nếu những cái triệu chứng này mà tái đi tái lại và xảy ra trong khoảng thời gian dài mà mình điều trị nội khoa không có thể dứt được bệnh thì mình nên đi đến cái cơ sở y tế khám để mình có thể tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi. Và nếu như mình đến cơ sở y tế thì sẽ có một số xét nghiệm để mình có thể sử dụng để mình chẩn đoán ra được liệu bệnh nhân này có nghi ngờ ung thư phổi hay không. Thì ví dụ bệnh nhân sẽ được chụp một cái CT ngực có cản quang hoặc là được chụp những cái phim kỹ thuật hình ảnh cao hơn như là PET CT, hoặc là khi mà chụp xong ra mà bệnh nhân có thể phát hiện ra một cái khối u mà nghi ngờ ác tính cao như hồi nãy bác sĩ Nga có đề cập đến là cái độ Landrat nó cao quá và khối u đó nó kích thước nó to thì có thể sẽ được nội soi phế quản sinh thiết.
Và sau khi nội soi phế quản sinh thiết xong thì cái mẫu mô u của bệnh nhân sẽ được gửi đến giải phẫu bệnh để nhà giải phẫu bệnh khẳng định rằng cái u này là liệu là lành tính hay là ác tính. Thì sau khi có kết quả của giải phẫu bệnh, lúc đó bệnh nhân mới được chẩn đoán xác định là bệnh nhân có ung thư phổi hay không. Cảm ơn bác sĩ Vi. Vừa rồi thì rõ ràng là bác sĩ Vi cũng cho chúng ta biết rằng là để mà chẩn đoán chính xác một khối u nằm trong phổi của chúng ta là ung thư ác tính thì chúng ta phải qua nhiều cái bước. Đầu tiên là phải là qua những cái xét nghiệm hình ảnh học, sau đó là chúng ta phải tiếp cận được khối u để mà có thể có được cái giải phẫu bệnh chính xác nhất. Và cái thời gian chờ đợi cũng là cần thiết để mà các nhà giải phẫu bệnh đưa ra một cái chẩn đoán xác định, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại với bác sĩ Nga thì đối với những kỹ thuật mà chúng ta phát hiện ra được như vậy, vai trò của CT liều thấp là có. Nhưng mà xin bác sĩ chia sẻ là tại Bệnh viện Chợ Rẫy của chúng ta thì cái kỹ thuật CT cắt lớp liều thấp này đã có được áp dụng hay chưa ạ? Và trong quá trình điều chụp phim như vậy thì bệnh nhân có cần phải sử dụng thuốc cản quang hay không? Hiện tại thì tại khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy với cái hệ thống máy CT hiện đại 64 lát cắt và 128 lát cắt thì có thực hiện kỹ thuật chụp CT ngực liều thấp trong tầm soát ung thư phổi. Thì thời gian mà máy phát tia để chụp một cái CT ngực liều thấp chỉ khoảng 10 giây cho đến 15 giây. Một cái cuộc chụp mà khi bệnh nhân bước vào phòng chụp CT chuẩn bị chụp và kết thúc thì chưa đầy 5 phút. Tức là nó diễn ra rất là nhanh và không gây đau cho bệnh nhân. Và cũng không cần phải tiêm thuốc cản quang trong một cái chụp CT liều thấp mà trong tầm soát ung thư phổi. Dạ, vậy thì trước khi mà bệnh nhân được chuẩn bị để chụp CT liều thấp á, thì bệnh nhân có cần phải chuẩn bị gì thêm không? Thí dụ như là nhìn ăn uống vào cái ngày mà mình dự tính là mình đi khám để mà mình được tầm soát ạ, thưa bác sĩ? Nếu chỉ xét riêng về cái kỹ thuật chụp CT ngực liều thấp thì đây là một kỹ thuật mà mình không cần tiêm thuốc cản quang nên cũng sẽ không cần phải nhịn ăn trong cái ngày hôm đó. Dạ, xin cảm ơn câu chia sẻ của bác sĩ. Quay trở lại thì xin cho MC được đặt câu hỏi đối với bác sĩ Vi, đó là việc chẩn đoán ung thư phổi đã mất thời gian như vậy rồi nhưng mà cái việc chẩn đoán này có tốn kém không thưa bác sĩ? Việc chẩn đoán ung thư phổi thì cái xét nghiệm sẽ tùy vào xét nghiệm bác sĩ thực hiện như thế nào. Ở một số cơ sở y tế thì sẽ có được chi trả bảo hiểm y tế cho một số xét nghiệm như là X-quang, CT. Tuy nhiên có những cái kỹ thuật cao hơn như là PET CT thì cái chi trả bảo hiểm y tế thì nó sẽ bị giới hạn. Ví dụ những cái ca mà có bằng chứng giải phẫu bệnh là ác tính thì nếu mà mình nghi ngờ mình muốn coi là có gì căn xa hay không thì mình có thể chụp PET CT thì lúc đó là bảo hiểm y tế sẽ chi trả. Tuy nhiên đối với những cái u mà trên CT đọc là nghĩ như ác tính tuy nhiên chưa có bằng chứng của giải phẫu bệnh khẳng định là ác tính thì bệnh nhân phải tự chi trả chi phí và cái giá thành thì nó đến giờ vẫn còn rất là cao. Thưa bác sĩ Vi, một câu hỏi nữa đó là nếu như mà mình nhận được một cái chẩn đoán là ung thư phổi rồi, người bệnh ung thư phổi thì sẽ sống được bao lâu? Ung thư phổi nếu mà ở giai đoạn sớm thì tiên lượng càng tốt. Nhưng mà cái tiên lượng này cũng tùy thuộc vào từng bệnh nhân, tùy thuộc vào cái giải phẫu bệnh, tùy thuộc vào tổng trạng của bệnh nhân vào thời điểm mình phát hiện. Tùy thuộc vào bệnh nhân đó là có bệnh nền hay không, bệnh nhân lớn tuổi hay trẻ tuổi. Mỗi bệnh nhân sẽ có đáp ứng khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung thì bệnh nhân ung thư phổi mà phát hiện giai đoạn càng sớm thì tỷ lệ sống còn 5 năm sẽ càng lâu. Theo như thống kê thì tỷ lệ sống còn 5 năm của bệnh nhân ung thư phổi mà giai đoạn sớm là có khả năng phẫu thuật được. Có thể sống còn đến 70% sau 5 năm vẫn còn sống sót. Nhưng mà nếu mình phát hiện ở giai đoạn cuối thì tỷ lệ này tụt dốc rất là nhanh, thậm chí còn khoảng chừng 10-20% là bệnh nhân chỉ còn sống còn sau 5 năm để chẩn đoán ở giai đoạn muộn. We'll be right back.
vậy nếu như chúng ta có những cái yếu tố nguy cơ cao như hồi nãy bác sĩ Nga có đề cập thì chúng ta nên đến những cơ sở y tế có những phương tiện tầm soát như chụp CT cắt lớp liều thấp để mình có thể phát hiện ra bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm, nhằm mình sẽ có những cái điều trị triệt để kéo dài thời gian sống còn của bệnh nhân. Hiện nay có rất là nhiều phương pháp để điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm. Ngoài trừ phẫu thuật ra, sau đó bệnh nhân sẽ được điều trị hỗ trợ với những thuốc như là nhắm trúng đích hoặc là những thuốc miễn dịch để kéo dài thời gian bệnh nhân không có bị tái phát ra càng lâu càng tốt. Cảm ơn bác sĩ Vy. Như bác sĩ Vy đã đề cập, đó là nếu chúng ta phát hiện được bệnh ung thư phổi càng sớm, cơ hội tăng cái sống còn của bệnh nhân rất là cao. Vậy lỡ chẳng may như là bệnh nhân được phát hiện tại giai đoạn muộn, thì bệnh nhân có coi như là một cái án tử đó và bệnh nhân ở nhà luôn hay không bác sĩ? Hay là chúng ta vẫn còn một cái niềm hy vọng đâu đó cho bệnh nhân? Hiện tại thì bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy thì đa phần là đều bệnh nhân giai đoạn muộn. Cái tỷ lệ bệnh nhân giai đoạn sớm rất là ít. Thì chúng tôi vẫn hiện đang điều trị cho rất là nhiều bệnh nhân và đến nay là điều trị vẫn rất là ổn. Thì đối với bệnh nhân giai đoạn cuối, mặc dù là giai đoạn muộn rồi, tuy nhiên thì phác đồ điều trị ung thư phổi thì rất là đa dạng và bệnh nhân bây giờ được tiếp cận điều trị theo hướng là sinh học phân tử. Cho nên là khi mà đến bệnh viện Chợ Rẫy thì ngoài chẩn đoán xác định ung thư ra, bệnh nhân sẽ còn được chẩn đoán về sinh học phân tử, về giải phẫu bệnh để coi bệnh nhân có thể tiếp cận được với lại phương án điều trị hiện đại nhất hiện nay như là thuốc nhắm trúng đích, như là thuốc miễn dịch để nhằm kéo dài thời gian sống còn của bệnh nhân lâu nhất có thể. Và bây giờ thời gian sống còn của bệnh nhân đã được tính bằng năm thay vì bằng tháng như trước, bởi vì trong cái kỷ nguyên thuốc nhắm trúng đích và kỷ nguyên thuốc miễn dịch đã mở ra kéo dài thời gian sống còn của bệnh nhân rất là khả quan. Để mà có thể được tiếp cận với những cái phương pháp mà nhắm trúng đích đó và những cái xét nghiệm sinh học phân tử đó thưa bác sĩ, thì bệnh nhân có cần phải chờ đợi bao lâu ạ? Bởi vì trong cái thực tế đó thì cái khoảng thời gian từ lúc bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư đến lúc mà bệnh nhân được điều trị thì thường đòi hỏi thời gian thực hiện xét nghiệm. Và cái khoảng thời gian đó, một theo kinh nghiệm của một số bệnh nhân mà tôi đã từng được tiếp xúc, thì người nhà có chia sẻ với tôi là cái thời gian đó là đối với người nhà bệnh nhân, thậm chí đối với bệnh nhân là một cái khoảng thời gian kinh khủng nhất, kinh khủng hơn là so với khi mà bệnh nhân bắt đầu được điều trị thực sự. Vậy thì mình có thể chia sẻ được là cái thời gian trung bình mà để chúng ta có thể thực hiện được những cái xét nghiệm gen hoặc là sinh học phân tử cần thiết là bao lâu thưa bác sĩ? Theo như mình nghĩ thì khoảng thời gian mà để chẩn đoán ra ung thư phổi cho đến khi quyết định điều trị, khi mà bệnh nhân được chụp CT xong và có chỉ định sinh thiết thì bệnh nhân chờ khoảng 1 tuần và làm thêm cái xét nghiệm sinh phân tử và miễn dịch thêm 1 tuần nữa là khoảng 2 tuần bệnh nhân đã có chẩn đoán xác định và được gửi đến phòng hội chẩn để quyết định phác đồ. Thì thông thường mình nghĩ cái thời gian đó là cái thời gian chấp nhận để mà bệnh nó không có tiến triển nặng hơn. Tuy nhiên bệnh nhân khá là nôn nóng, nếu như họ được tư vấn kỹ hơn là từng bước là họ sẽ chờ bốc bao nhiêu thì mình nghĩ là họ sẽ không có quá nôn nóng trong cái chuyện là lo sợ là không biết khi nào mình mới được điều trị. Còn khi như bệnh nhân có một cái lịch rõ ràng rằng là tới thời điểm đó họ sẽ được điều trị thì họ có thể lẽ là họ sẽ yên tâm hơn. Xin cảm ơn hai chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồ Thị Nga và thạc sĩ bác sĩ Châu Đỗ Trường Vy đã dành thời gian quý báu để mà có thể đến đây chia sẻ cho chúng ta chủ đề phát hiện và chẩn đoán chính xác ung thư phổi. Một lần nữa xin cảm ơn hai bác sĩ ạ. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi buổi trò chuyện hôm nay của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của chương trình Trò chuyện với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.